Bạn đang nghe từ Phonos. Tổng tác sách Dạy con làm giàu, tập 13 Nâng cao chỉ số IQ tài chính Tác giả Robert T. Kiyosaki Tại sao những tỷ phú đô la đã giàu lại ngày càng giàu thêm? điều gì làm cho những người giàu khác biệt so với phần còn lại của thế giới có nhiều ý kiến khác nhau để trả lời cho câu hỏi này nhưng tác giả tin rằng sự khác biệt cơ bản giữa người giàu và phần còn lại của thế giới là cách họ giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính thay vì trốn tránh những rắc rối hoặc đôi khi là thất bại về mặt tiền bạc những người giàu đón nhận chúng vì chúng là cơ hội để trở nên thông minh hơn sự thông minh về tài chính được đo lường bởi một chỉ số chung, IQ tài chính. Trong cuốn sách dạy con làm giàu tập 13, nâng cao chỉ số IQ tài chính, tác giả Robert T. Kiyosaki sẽ lần lượt giải thích năm lĩnh vực khác nhau cấu thành nên chỉ số IQ tài chính. Kiếm tiền, bảo vệ tiền, lập ngân sách, sử dụng đòn bẩy tài chính và cải thiện thông tin tài chính. Những bài học trong từng chương của cuốn sách sẽ giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc tài chính mà mình đang gặp phải, cũng như giúp bạn đưa ra những quyết định tích lũy và đầu tư khôn ngoan hơn. Bộ sách Dạy con làm giàu bao gồm 13 cuốn sách về quản lý tài chính cá nhân của Robert T. Kiyosaki. Đây là bộ sách kinh điển về cách nhìn nhận đồng tiền, kiếm tiền và giúp chúng ta nâng cao năng lực tài chính. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của cuốn sách dạy con làm giàu, tập 13. Nâng cao chỉ số IQ tài chính. Nội dung thứ nhất. IQ tài chính số 1. Kiếm tiền nhiều hơn. Đa số mọi người đều có khả năng kiếm ra tiền, và điều đó có nghĩa là họ đều sở hữu IQ tài chính số 1 ở một mức độ nào đó. Càng kiếm được nhiều tiền IQ tài chính số 1 của bạn càng cao, tức là những người sở hữu khối tài sản triệu đô sẽ có IQ tài chính loại này cao hơn những người chỉ kiếm được vài chục ngàn đô. Tác giả cho rằng, lý do thứ nhất khiến mọi người không kiếm được nhiều tiền là do quá trông chờ vào việc ngồi mát ăn bát vàng. Nhiều người mơ ước được trúng vé số độc đắc hoặc hưởng thừa kế từ gia đình, mà không biết rằng những đồng tiền này sẽ gây họa nhiều hơn phúc, bởi vì những người chưa trải qua quá trình kiếm tiền thì cũng chẳng biết tiêu tiền sao cho phải. Còn lý do thứ hai khiến nhiều người vẫn nghèo là do họ chỉ khư khư ôm lấy sự ổn định mà không dám nắm lấy những cơ hội và giải quyết những rắc rối bắt buộc của việc làm giàu. Tác giả cũng kết luận, bí quyết của sự giàu có nằm trọn trong hai chữ rắc rối. Mỗi người trong đời đều gặp phải cực kỳ nhiều rắc rối khác nhau và họ sẽ trả tiền cho những người có năng lực giải quyết những rắc rối đó chúng ta trả tiền cho bác sĩ để được chữa bệnh trả tiền cho chủ nhà hàng để đổi lấy những bữa ngon và trả tiền cho giáo viên để được học tập có hàng vạn cách để giải quyết rắc rối và vì vậy cũng có hàng vạn cách để kiếm tiền trên đời nhưng chỉ những người xử lý những vấn đề hóc búa nhất mới kiếm được nhiều tiền thôi đó chính là bản chất của thị trường các doanh nghiệp và cá nhân sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ để giải quyết những vấn đề sẵn có họ có thể tính giá cao hoặc thấp tùy thuộc vào giá trị mà khách hàng cảm nhận được từ sản phẩm thị trường không có chỗ cho những kẻ ngồi mát ăn bát vàng nên hãy nghĩ về những vấn đề bạn có thể giải quyết được để bắt đầu kiếm tiền nhé nội dung thứ hai iq tài chính thứ hai bảo vệ tiền của bạn để nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ tiền khỏi những kẻ thù tài chính, tác giả sử dụng một hình ảnh ẩn dụ. Những người nông dân luôn cần bảo vệ mùa màng của họ khỏi sự phá hoại của sâu bọ, chim chóc và thỏ. Sâu bọ tượng trưng cho những kẻ thù tài chính ngàn nhiên chiếm đoạt tiền của chúng ta như kẻ cướp hoặc tên lừa đảo, còn chim chóc và thỏ là những kẻ thù tài chính tinh vi và nguy hiểm hơn, được ngụy trang dưới lớp vỏ là những cá nhân và tổ chức mà chúng ta hàng yêu mến. Kiếm tiền được đã khó, giữ tiền trong túi sao cho khỏi thâm hụt cũng là một chuyện không dễ dàng chút nào. Chính vì vậy, tác giả đặt ra chỉ số IQ tài chính thứ hai để đo lường phần trăm thu nhập mà một cá nhân giữ lại được so với phần mà họ bị mất đi. Ví dụ, hai người cùng kiếm được một triệu đô la mỗi năm, nhưng người chỉ phải trả 15% thuế sẽ có IQ tài chính thứ hai cao hơn người phải trả 35% thuế. Để nâng cao chỉ số IQ tài chính thứ hai, quan trọng nhất là bạn phải nhận diện được những loại kẻ thù tài chính đang nhằm nhè móc túi bạn. Đầu tiên, dù đóng thuế là cần thiết, nhưng phải gánh quá nhiều loại thuế có thể sẽ khiến bạn không bao giờ giàu có được. Tác giả khuyên bạn hãy giảm lệ thuộc vào các khoản thu nhập kiếm được như tiền lương vì chúng bị đánh thuế rất cao và tìm cách tăng thu nhập thụ động và lợi nhuận từ các danh mục đầu tư để được hưởng các ưu đãi về thuế kẻ thù tài chính phổ biến thứ hai là các nhân viên môi giới họ cố gắng bán các loại bất động sản và chứng khoán cho bạn nhưng nhiều khi bản thân họ còn không đủ tin tưởng để bỏ tiền mua những tài sản đó các doanh nghiệp đôi khi cũng là kẻ thù tài chính của bạn họ tìm cách dụ dỗ bạn mua những sản phẩm hoặc dịch vụ chẳng có ích lợi gì cho bạn Kết quả là tiền trong túi của bạn mất đi, còn các doanh nghiệp thì kiếm được bộn tiền trên sự ngây thờ của bạn. Nội dung thứ ba IQ tài chính thứ ba Tạo đòn bẩy cho tiền Khi nói đến đòn bẩy tài chính, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đòn bẩy nợ, tức là vay tiền của ngân hàng để đầu tư vào những tài sản giá trị như chứng khoán bất động sản. Nhưng đòn bẩy tài chính không chỉ có vậy, nó có thể là bất cứ điều gì khiến cho việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn. Nếu không biết tận dụng sức mạnh của đòn bẩy tài chính, bạn sẽ không bao giờ chạm được đến ngưỡng giàu có. Hãy nhìn vào những người làm công ăn lương, rồi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng mà xem. Họ không hề sử dụng đòn bẩy và vì vậy, họ cũng không thể giàu được. Nhưng giả sử, họ quyết định vay ngân hàng để mua một khu căn hộ, đem cho thuê và được giải ngân 80% giá trị khu căn hộ, thì hệ số đòn bẩy của họ sẽ là 1 trên 4. Nói cách khác, họ chỉ cần bỏ ra 1 đô la mà thu về 4 đô la. Quả là một vốn bốn lời. Tác giả Robert T. Kiyosaki cho rằng, đòn bẩy tài chính phát huy tác dụng lớn nhất khi bạn đầu tư vào các loại hình bất động sản cho thuê. Bởi bạn có thể điều chỉnh các loại giá cho thuê, chi phí, vân vân để tạo ra nguồn lợi nhuận đều đặn từ tài sản của mình. Ông cũng lưu ý rằng, bạn không nên sử dụng đòn bẩy để mua những tài sản mà bạn có ít quyền kiểm soát lợi nhuận và chi phí như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hổ tương và các quỹ chỉ số. Vả lại, rất khó thuyết phục các ngân hàng cho vay để đầu tư vào những tài sản này. Robert T. Kiyosaki cảnh báo thêm, đòn bẩy tài chính là một con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn lên voi, nhưng một ngày cũng có thể quăng bạn xuống chó khoản vay mua nhà cho thuê có thể đem lại cho bạn một vốn bốn lời nhưng nếu chẳng may thị trường bất động sản biến động hoặc bạn không thể kiếm được khách thuê thì khoản vay đó sẽ là một gánh nặng khổng lồ trên vai bạn vì vậy lời khuyên về việc trau dồi trí tuệ tài chính và dự báo được những rủi ro sẽ đến khi sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ không bao giờ là thừa đối với các nhà đầu tư tương lai phát triển trí thông minh tài chính là một quá trình học hỏi suốt đời. Thay vì mù quáng nghe theo lời khuyên của một tư vấn viên tài chính nào đó, bạn hãy trau dồi kiến thức của mình ở những ngôi trường có tính hai chiều như trường học, các buổi hội thảo, huấn luyện, câu lạc bộ về tài chính. Những phản hồi hai chiều và đôi khi là cả những sai lầm mới là người thầy dạy bạn những bài học quan trọng nhất về trí thông minh tài chính. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Dạy con làm giàu tập 13. Nâng cao chỉ số IQ tài chính trên ứng dụng Phonos. Hãy tìm nghe phiên bản sách nói trọn vẹn trên ứng dụng để hiểu thêm những thông điệp của tác phẩm. Và đừng quên thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.